Trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC về vụ tấn công vừa qua tại nhà hát Crocus City Hall, nghị sĩ Marco Rubio, Florida, Mỹ cho biết nhóm ISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Điều đáng nói, nhóm này hiện diện chủ yếu ở Afghanistan và việc ISK hoạt động trở lại, thực hiện vụ tấn công như vậy dường như cho thấy nhóm này đang dần lấy lại chỗ đứng trong khu vực. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo nhóm này có thể còn đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác tương tự. Ông Rubio nói thêm, IS đang tái cơ cấu lại lực lượng như chúng tôi đã cảnh báo sau chiến dịch rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, IS có thể hoạt động công khai hơn. Dù Taliban muốn đối đầu và ngăn chặn IS thì điều đó cũng rất khó thực hiện. Taliban không có khả năng làm điều đó. Ông lưu ý rằng IS hiện đã tìm được nơi để hoạt động và có khả năng đang tìm kiếm thêm địa điểm để hoạt động tổ chức và vạch ra âm mưu tấn công. Theo ông Rubio, trong những năm gần đây, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Afghanistan và Iran, đồng thời cảnh báo rằng việc thực hiện nghĩa vụ tấn công trên đất Nga có nghĩa là nhóm khủng bố có thể sớm thực hiện một vụ việc tương tự ở Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ nên cảnh giác trước mối đe dọa như vậy và cho rằng những kẻ cực đoan IS có thể sử dụng mạng lưới buôn người để xâm nhập vào đất nước qua biên giới Mỹ-Mexico. Thượng nghị sĩ cảnh báo, đó là điều mà chúng ta phải hết sức cảnh giác khi chúng ta có đường biên giới với hơn 9 triệu lượt qua lại trong 3 năm. Trong khi đó, ngày 26 tháng 3, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov cho biết, ông tin rằng Ukraine và một số quốc gia phương Tây có liên quan đến vụ tấn công vào khán phòng hòa nhạc ở Moscow. Ông Alexander Bonikov cho biết trên truyền hình, chúng tôi tin rằng hành động này đã được chuẩn bị bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan và được hỗ trợ bởi các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Các cơ quan đặc biệt của Ukraine có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Ông Bonikov cho biết thêm rằng Kiev đã hỗ trợ chuẩn bị cho những kẻ Hồi giáo cực đoan tại một địa điểm không xác định ở Trung Đông. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công ngày 22 tháng 3, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga là không có căn cứ. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, cũng đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Ông Bonikov, 72 tuổi, người đứng đầu FSB từ năm 2008, cho biết Nga vẫn chưa xác định được những người đã ra lệnh cho những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công này, nhưng nói rằng các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện. Hãng tin SOT của Nga đã đăng tải một đoạn video về một cuộc nói chuyện giữa phóng viên và ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga. Phóng viên đã hỏi ông Patrushev liệu vụ tấn công khủng bố là do ISIS hay Ukraine. Ông Patrushev trả lời rằng tất nhiên là Ukraine, và nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine có liên quan. Tuy nhiên, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak bác bỏ những tuyên bố này. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng tổ chức Hồi giáo cực đoan đã thực hiện vụ khủng bố, nhưng cũng cho biết những kẻ tấn công đã cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ông Putin nói, chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan với hệ tư tưởng mà thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Nhưng chúng tôi muốn biết ai đã ra lệnh cho tổ chức này. Vụ việc xảy ra tại nhà hát Crocus là vụ tấn công kinh hoàng nhất tại Nga trong gần 2 thập kỷ, cũng là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện. Nga chưa cáo buộc IS chịu trách nhiệm. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát.